cơ sở dạy nghề Mùa Xuân do bác Trần Hoàng Minh thành lập từ hơn 10 năm trước với mục đích dạy nghề và tạo công ăn việc làm cho những người khuyết tật kém may mắn. Trải qua nhiều nghề khác nhau, đến nay cơ sở tồn tại với nghề tranh thêu nổi tiếng bền đẹp, màu sắc trang nhã tạo nên từ những đường kim mũi chỉ chăm chút hàng ngày của các thành viên trong gia đình Mùa Xuân. Những bức tranh thêu tay như thế này phải hàng tháng trời mới hoàn thành. Tuy nhiên, thu nhập chia ra cũng chỉ đủ cho các chị cơm rau hàng ngày. Chính vì thế, bác Minh phải tất tả ngược xuôi, tìm nhiều nguồn hàng hơn để mọi người luôn có việc để làm. Chỉ cần gián đoạn vài bữa thì cuộc sống vốn đã khó khăn của các chị sẽ càng khó khăn thêm với hàng loạt chi phí, dẫu đã tối giản nhu cầu nhất. Ngoài thêu tranh, bác Minh cũng vận động mở một cơ sở may gia công, tạo công ăn việc làm cho gần 10 người khuyết tật. Em chào mấy chị. Dạ cho em gặp bác Minh ạ. À. Đấy, tôi đây. Thầy. Dạ. Xin chào. Dạ, con chào bác Minh. Bác ơi, con là Thanh Điền, con đến từ chương trình Yêu Thương Cuộc Sống. À, con biết về bác và biết về gia đình lớn của mình, gia đình Mùa Xuân của mình lâu lắm rồi. Nhưng mà hôm nay mới có dịp đến thăm bác để mà tìm hiểu nhiều hơn. À, bác cho con một ít thời gian nha. Dạ, cảm ơn con nhiều. Dạ. Dạ bác Minh ơi, một cái bức tranh lớn như vậy á thì mất bao nhiêu lâu mới hoàn thành xong ạ? Thế nó tùy theo bước, nhưng bước này chắc là và hai người làm chắc phải đến hơn một tháng mới xong rồi. Dạ. Mà thêu một cái bức tranh như vậy thì khó nhất là ở cái khâu nào hả bác? Tùy theo, ví dụ như là cái loại truyền thống kia thì khác, đấy là phối màu làm sao cho nó phù hợp. Dạ. Còn cái này tức là chọn, bởi vì trong này nó in sẵn rồi, thì bây giờ tức là mình phải chọn ra những cái ô nào là sơn theo cái chỉ gì, nó có số bao nhiêu ở trong này nó ghi, cho nên nó theo thì nó không khó, nó chỉ có loại chữ thập, nhưng mà chọn màu thì nó khó khăn ở chỗ là nó chọn ô vuông. Nhưng mà để mà học nghề mà ngồi vào bàn theo giống như là các chị ở đây thì phải mất bao nhiêu lâu ạ? Cái này thì tùy trường hợp sức khỏe của từng người và cái sự hiểu biết của mỗi người nó có khác nhau. Yeah. Thì có thể là chỉ trong vòng một tuần lễ, hoặc một tháng, có yeah. người thì 2-3 tháng không chừng. Yeah. Có những người thì nhiều khi cả 5-7 tháng cũng chưa làm được. Đó yeah. do bởi vì các em khuyết tật đây thì phần nhiều cái thể lực của các em đã yếu rồi, nhưng cái tay chân thì nó lại khác nữa. Nó có những người nó bị ảnh hưởng cái hệ thần kinh thì tay nó run run thì làm nó khó hơn. Bác Minh có đứng lớp dạy nghề nào không ạ? Bác thì hiểu biết về điện nhiều chứ còn mấy cái này thì sơ sơ thôi chứ còn không biết nhiều. Con thấy là trong thời buổi này để mà duy trì được một cái cơ sở dạy nghề dành cho người khuyết tật thì rất là khó. Thì không biết là cái động lực ở đâu để mà bác bám trụ với cơ sở của mình, bởi vì con biết là cơ sở mình cũng phải dời địa điểm rất nhiều lần rồi đúng không ạ? Dạ đúng vậy. Thì cái này trước hết nó phải có cái tâm, bởi vì gia đình cái truyền thống là như vậy, nhất là bà mẹ thì đã từ xưa thì đã có những cái động tác, những cái cử chỉ để mà giúp đỡ những người xung quanh, và nhất là những người nghèo ở dưới quê lên tỉnh. Và mình cũng nhìn thấy rằng cái sự giúp đỡ đó là cái điều ở gia đình đã có rồi mà được bà mẹ truyền dạy cho, thì mình cũng cảm nhận được cái điều này. Và hơn thế nữa, giờ nhìn thấy ngoài xã hội thì những người ta khó khăn nhiều, và nhất là những người khuyết tật thì cần phải được làm sao để giúp đỡ cho người ta. Khi mọi người nhìn vào người khuyết tật, chúng ta không phải nhìn với cặp mắt thương hại và nhìn bằng cách cảm phục và khuyến khích, bằng cái cách mà động viên giúp đỡ người ta bằng một cái tinh thần nghĩa là thương yêu giúp đỡ, chứ không phải là với cái cảnh mà nhìn người ta thấy thương hại mới giúp đỡ.